Rồi, chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Em vừa là shop thợ rừng PCP Condo nhé. Số điện thoại em là 0914 39032. Là số này có Zalo em nhé, hai số. Nhưng tất cả các số của em đều có Zalo. Rồi, hôm nay trước khi vào video thì em nói sơ qua phương thức bên em luôn. Bên em là có hai phương thức giao dịch anh em nhé. Một là COD, nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán. Hai là anh em chuyển khoản. Đó, nói chung anh em chuyển khoản thì giá nó sẽ thấp hơn, còn giá COD nó sẽ cao hơn nhá. Hôm nay mà em mang đến anh em một cành từ cành QC là từ 14 in đến 20 in dành cho tất cả các dòng condo. Anh em chưa? Đây. Hàng thì anh em đặt hàng thì cọc trách nhiệm cho 100k gửi hàng nhé, để lên đơn gửi hàng. Đấy là hàng ship COD đấy. Anh em mua hàng bên em sẽ được tặng một hộp kẹo đây, một hộp kẹo GP. Nói chung là anh em mua dòng tất cả các dòng cảnh bên em thì được tặng hộp kẹo GP là một nhé. Hôm nay em sẽ cho anh em xem cái mẫu cảnh, đây là 14 in anh em nhé, cảnh này là cảnh 14 in này. Anh em cho anh em xem khương nhé, anh em xem khương này, khương cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đó, anh em thấy chưa, khương sáng bóng. Cảnh này thì bao 14 in này em sẽ bao cho anh em được 90 mét nhé. Đó, hàng hàng bên em nếu không được 90 mét thì em sẽ bao đổi trả cho anh em nhé. Đó. Còn đến cảnh ở đây cảnh 16 in anh em, cảnh 16 in nhé, cảnh khương cực kỳ là đẹp và sáng luôn anh em này. Đó. Anh em nhìn chưa, cực kỳ là sáng và đẹp. Đây là cảnh cảnh 20 in này, cực kỳ là đẹp và sáng này, anh em nhìn chưa, cực kỳ là đẹp luôn. Cảnh này thì em bao cho các bác được bao cho các bác anh em mới tập chơi thì thì 90 đến 100 mét. Còn anh em mà đã chơi kinh nghiệm lâu năm rồi thì sẽ anh em căn chỉnh tốt thì được nói chung 120 đến 130. 120 130 là rất chim. Nói chung là rất chim, anh em căn chỉnh tốt. Đó, hàng anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp vào cái số tất cả các số trên thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh em. Rồi, chào tất cả anh em đó. Anh em là xem video thì cho em một like, một nút đăng ký kênh để kênh anh em phát triển tốt hơn nhé. Rồi, chào anh em.